đen thôi, mắt có những nốt ruồi. Chân em ngắn, em mập, tóc lại thưa. Quần áo phân son em đều không bằng người ta. Thế thì sao em vẫn cần tình thương? Không ô tô, không nhiều người bên cạnh, không nhà cao, cửa rộng, đi giữa đời muôn nghìn lối, biết đâu là thật rồi. Thế thì sao em vẫn cần một hy vọng? Vì em là nhân, em luôn biết cố gắng, luôn yêu đời và tin vào lẽ phải. Em không muốn phụ thuộc vào ai, em không mong mơ xa vời. Vì em là nhân, học hành làm việc đi chơi nghỉ ngơi. Mỗi ngày em vẫn tự lo được cho mình. Vì em là nhân, dù đời có biết bao nhiêu người cười nói với tôi những cô gái chân dài, suốt ngày chỉ biết trên diện để hơn thua với ai đó, điều không bằng em. Không ô tô, không nhiều người bên cạnh, không nhà cao, cửa rộng, đi giữa đời muôn nghìn lối, biết đâu là thật rồi. Thế thì sao em vẫn cần một hy vọng? Vì em là nhân, em luôn biết cố gắng, luôn yêu đời và tin vào lẽ phải. Em không muốn phụ thuộc vào ai, em không mong mơ xa vời. Vì em là nhân, học hành làm việc đi chơi nghỉ ngơi. Mỗi ngày em vẫn tự lo được cho mình. Vì em là nhân, dù đời có biết bao nhiêu người cười nói với tôi những cô gái chân dài, suốt ngày chỉ biết chân xiên để hận thua với ai đó, điều không bằng em. Em không đẹp xinh, em không tự tin, nhưng em thật tình. Học hành làm việc em đều cố gắng, tự lo được cho mình, tử tế hiền lành. Tôi thấy em không một ai bằng. Vì em là nhân, dù đời có biết bao nhiêu người cười nói với tôi những cô gái chân dài, suốt ngày chỉ biết chân xiên để hận thua với ai đó, điều không bằng em, điều không.